Vâng, trước mắt các bác và cô chú chị là hình ảnh của anh Khánh. Anh Khánh với chị Thường. Hôm nay thì chị bận không lên được và anh Khánh đã bớt chút thời gian di chuyển từ đội 1, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì anh đã bớt chút thời gian nên trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang để tham quan và ký nhận bộ bàn ghế Đinh Hương, tay cột 14 ạ, đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc. Bộ này gồm 6 món. Cái bộ sản phẩm này bên Công Nhung đã hoàn thiện rồi. Thì cũng chia sẻ là chỗ anh Khánh thì là hôm nay lên thì tham quan thì thực ra là anh cũng cùng quê với Công Nhung thôi. Anh ở xã Thượng Mỗ, Công Nhung là quê xã Trung Châu, để cách nhau hơn cây thôi. Anh em hàng xóm. Cùng Đan Phượng. Dạ vâng. Anh tiến tới quê mình là lên quận anh ạ. Sắp lên quận rồi. Vâng, đang có dự kiến là lên quận đấy. Sao lên quận Đan Phượng? Chưa có tiền xây nhà là có tiền sắm đồ trước. Dạ vâng. Dạ. Hôm nay anh lên thì cũng nhanh chóng thôi. Thứ nhất anh em cũng anh cũng là trước đây là thợ mộc kỳ cựu rồi, rất hiểu về gỗ. Anh lên anh chốt luôn là cái bộ Đinh Hương tay 14. Cũng thay mặt đồ gỗ Công Nhung là em cảm ơn anh. Sau một lát nữa thì anh em ăn cơm chiều đầu rồi chiều anh về cùng xe luôn để cho tiện anh ạ. Bây giờ ok anh. Trong quá trình sử dụng này là cũng mong anh giới thiệu bạn bè nhé. Nhất trí rồi. Ủng hộ Công Nhung. Rồi, nhưng mà hôm nay đi đưa đi thăm một vòng chưa đam hết đâu, tí tăm lốt nhá. Anh thấy nào, hàng hóa đa dạng không? Quá ok. Dạ vâng. Quá nhiều màu mà để lựa chọn. Bên em thì cũng chia sẻ nó nhiều phân khúc. Thì bộ to thì giá to, bộ nhỏ giá nhỏ. Thì tùy. Là hộp quấn thứ. Vâng, đấy. Rồi bộ đỉnh. Đấy. Nghề ngỗng có hết, nghiền khối rồi hàng quân tranh vàng. Khách hàng nó phù hợp với túi tiền là một này. Vâng. Thứ hai là nhiều sự lựa chọn của mình. Vâng, vâng. Ok, thế mời anh sang nước đi. Vâng. Vào đây ạ. Trong gian trưng bày thì còn rất nhiều đây, ghế Đinh Hương này, ghế hương đá này, ghế rổi chun, ghế đinh chun. Có đủ mẫu quốc nghê, quốc đào, mẫu hoàng gia, mẫu hộp cuốn thư, mẫu tần thủy hoàng. Tùy theo sở thích không gian từng gia đình, các bác và cô chú anh chị có thể lựa chọn cho gia đình mình những kích cỡ phù hợp nhất. Sở đồ gỗ Công Nhung cũng chia sẻ là đồ gỗ Công Nhung cơ sở Tuyên Quang có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Và tiến tới đầu tháng âm lịch thì Công Nhung sẽ khai trương cơ sở 3 tại phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Công Nhung 3, Đồng Kỵ, Bắc Ninh sẽ đi vào hoạt động bắt đầu từ đầu tháng âm lịch, tháng 4 âm lịch ạ. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan đồ gỗ Công Nhung, tham quan trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang và trực tiếp tại cơ sở 3 tại Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú chị liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Sở đồ gỗ Công Nhung có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đẹp. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, mình sẽ ký nhận tất cả chi tiết phần mộc. Sau đó sở đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện để bàn giao cho các bác và cô chú của anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Ở đây, giờ đang giờ trưa, thợ anh em thợ đang nghỉ đấy ạ. Vâng, đang làm rất nhiều các sản phẩm để bàn giao cho các bác và cô chú chị trên mọi miền Tổ quốc. Vâng. Bên Công Nhung thì có những sản phẩm làm theo những mẫu có sẵn, ngoài ra thì Công Nhung sẽ đặt theo kích thước may đo của từng gia đình. Đấy, các bác có thể đặt Công Nhung sẽ làm theo yêu cầu. Ở đây, còn rất nhiều sản phẩm đấy ạ. Bàn ghế kệ tivi, đồng hồ, lục bình, giường, tủ quần áo rất nhiều. Rất mong một ngày gần nhất được đón tiếp các bác và cô chú anh chị về tham quan thực tế, mục sở thị trực tiếp. Và buổi sáng ngày hôm nay, xưởng đồ gỗ Công Nhung cũng xin cảm ơn gia đình anh Khánh có địa chỉ tại Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội đã lên tham quan ủng hộ. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã dành thời gian để quan tâm sản phẩm ạ.